bây giờ mọi người đều rất tin tưởng vào tính thưởng này, thậm chí ngay cả những cô gái thực hiện việc gì cũng cho rằng mình may mắn được chọn lựa. Những con trâu này sau khi được sinh ra sẽ được đưa đến trong mắt thầy tư nơi kia vô cùng cẩn thận với chế độ chăm sóc ăn uống đặc biệt. Khi những con trâu này được 4 tháng tuổi, chúng sẽ được đưa vào một ngôi miếu có tên là Bảo. Con trâu này sẽ ở đây được 2 ngày và trong thời gian đó một lễ hy sinh kỳ lạ sẽ xảy ra trong chính ngôi đền Trung Lưu. Khi con trâu ở trong ngôi miếu, con nào được phép đi vào trong miếu, chỉ có những người con gái hồng tinh tiết mới được phép vào trong miếu và để thực hiện lễ hiến tế tinh tiết cho vị thần đáng kính của họ. Những người con gái này sẽ khỏa thân đi vào trong miếu và dâng hiến cho con trâu tinh tiết của mình. Lần lượt từng người con gái sẽ làm điều này với một niềm tin sâu sắc rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm tôn giáo của mình. Bản thân các tín đồ Ai Cập cũng luôn coi tập tục hiến sinh này là một điều cao quý và thiên nhiên dành cho họ. Tục hiến tế trinh nữ của người Maya. Theo các văn bản cổ đại của người Maya ghi lại, thời tiết hạn hán là do nữ thần nổi giận. Để vị thần trở nên vui vẻ, họ đưa vào giếng một cô gái đồng trinh 14 tuổi. Người xưa quan niệm rằng cô gái khi được đúc vào giếng sẽ trở thành người hầu của vị thần, được ăn ngon mặc đẹp và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Theo cả những khi thời tiết ổn định, không hạn hán hay thiên tai, giới tăng lễ ở Maya cũng chọn một cô gái xinh đẹp để cảm ơn vị thần. Cư dân khắp nơi kéo đến tập trung ở ngôi miếu thần cạnh giếng kết. Ngôi miếu này dài 60m, cao 30m, trong miếu khắc hình của vị thần, một con rắn có cánh. Cô gái được tuyển chọn mặc một bộ đồ lộng lẫy, ngồi đợi trong miếu. Đứng cạnh cô gái là nhiều chàng trai khỏe mạnh, phát trên hình bộ giáp vàng, sẵn sàng đưa cô dâu của thần mưa tới giếng thánh an toàn. Buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc rạng sáng. Cô dâu của thủy thần được đặt trong chậu hoa và được các pháp sư làm phép chúc phúc. Mọi tình yêu, cô gái còn phải uống một chút nước hoa thuộc giúp an thần, giữ bình tĩnh. Chàng người sẽ giúp cô gái tới giếng thánh trên con đường dài 400m. Khi tới nơi, cô gái trẻ bị các chàng trai vệ sĩ tung lên không trung rồi rơi tự do vào giếng thánh. Lúc này liệt trồng thổi lên, đám đông sẽ nhảy múa hát hò, những người giàu có sẽ ném vàng bạc cho báu thiên nhiên để cầu xin sự bình an. Trước khi lấy chồng phải hiến sinh cho người khác. Dù biết phụ nữ tại Bengal Ấn Độ nếu không trao trinh tiết cho người thủ trưởng hoặc người có địa vị cao nhất trong bộ tộc của mình sẽ không được phép kết hôn. Việc trao trinh tiết được coi như một giấy phép trưởng thành của người phụ nữ ở những bộ tộc thuộc khu vực Bengal. Chỉ khi nào trao trinh tiết cho người khác, những cô gái sẽ được chứng minh rằng mình đủ độ trưởng thành để kết hôn với một người khác. Còn rất nhiều bộ tộc tại New Zealand, Nicaragua, Nam Mỹ, Brazil cũng duy trì tập tục này để hiến trinh tiết cho bố chồng. Một trong những hủ tục kỳ lạ nhất về trinh tiết chính là việc phải dành đêm đầu tiên cho bố chồng trước khi được chính thức chung giường với chồng. Thì cô dâu của dân tộc Ankon, Uganda sẽ phải trải qua một lớp học về chuyện giường chiếu do người dì của chú rể dạy. Sau khi trải qua quá trình huấn luyện, người bố của chú rể sẽ là người đầu tiên kiểm tra trình độ của cô dâu. Tập tục này cho phép người bố chồng được ngủ với cô dâu trước khi chú rể được làm chuyện đó. Hiến trinh cho thầy tế tăng lữ. Tại Ấn Độ, trong xã hội tăng lữ, thầy cũng có vị trí và vai trò rất quan trọng. Họ được xem là những người đại diện cho thần linh, cầu nối giữa các vị thần với những con người phàm tục. Tăng lữ thầy cũng sẽ có trách nhiệm lắng nghe, truyền đạt lại những yêu cầu của thần linh với con người. Ngược lại, họ là những người sẽ dâng lên thần linh, lời thỉnh cầu con người mong muốn. Vì thế, vị trí của các tăng lữ thầy cũng luôn được nhấn mạnh trong từng phong tục tập quán của người Ấn. Trong tục hiến trinh tiết của người con gái Ấn, tăng lữ và thầy cũng là những người đứng xa, thay mặt cho thần linh để đón nhận sự dâng hiến trinh tiết của những người con gái trong trắng. Sức mạnh của phong tục kỳ lạ này còn được thể hiện qua sự tác động của nó đối với tầng lớp quý tộc trong xã hội Ấn Độ. Thông thường, tầng lớp quý tộc vẫn được coi là một cấp cao hơn so với những thành phần khác trong xã hội Ấn Độ. Tuy nhiên, trong phong tục hiến tế gái trinh cho các tăng lữ, thầy cung, tầng lớp quý tộc cũng không phải là ngoại lệ. Phong tục này còn được áp dụng luôn với cả các bậc vua chúa. Theo tục lệ này, sau khi quốc vương tổ chức lễ cưới với hoàng hậu, thì trong thời gian 5 ngày đầu tiên, quốc vương không được tiếp xúc thân thể với hoàng hậu. Vào ngày thứ 3, nhà vua sẽ phải tự nguyện dâng hiến đêm đầu tiên của hoàng hậu cho vị tăng lữ cao cấp nhất trong giới tăng lữ. Chỉ sau khi thực hiện nghi lễ tự nguyện này, nhà vua mới có thể chính thức có quan hệ thể xác với hoàng hậu. Như vậy, được thấy sức mạnh của từng lớp tăng lữ thì cũng trong thế giới tâm linh của người dân
nhà kiểm tra chính thức cô dâu. Theo phong tục cổ tại Algeria, sau nghi lễ cưới hỏi, cô dâu và chú rể sẽ đến phòng tân hôn. Còn cha mẹ và anh em, gia đình hai bên ở bên ngoài. Nếu cô dâu không chứng tỏ được mình còn trong trắng, thì ngay tối hôm đó, anh trai hoặc cha cô gái sẽ giết chết cô. Còn nếu cô gái vẫn còn nguyên, thì chú rể sẽ chìa tấm vải có máu của cô cho mọi người xem. Sau đó hai bà mẹ của cô dâu, chú rể ôm nhau mừng rỡ, cho sự nguyên vẹn và tất cả mọi người có một bữa tiệc liên hoan, chúc mừng hạnh phúc. Quan hệ với gái trinh sẽ bị điên. Vào thời cổ đại, người Auckland có quan niệm rằng những chàng trai mà quan hệ với các cô gái còn trinh sẽ chết vì bị điên. Con vật có bộ mặt đáng sợ, bơi ra di chuyển và đặc biệt là có hình dáng rất giống với những con quỷ dưới địa ngục. Vào năm 2007, một nhà khoa học Nhật Bản đã từng đề cập đến một con quái vật dưới đáy đại dương. Ông chia sẻ đã thấy một sinh vật bí ẩn tại Nam Cực có màu trắng, dài 20-30 mét, đuôi lớn như cá mập, đặc biệt là có mặt và hai tay giống như con người. Ngay sau khi bị ông nhìn thấy, con quái vật này nhanh chóng bơi đi. Ngay lập tức, ông đã trình bày lại với các nhà khoa học khác về những gì thấy được. Tuy nhiên, nhóm chỉ xem đó là hư cấu và nghĩ rằng nhà khoa học Nhật đang chọc cười mọi người. Thế nhưng, mọi người đã thực sự sửng sốt những bức hình và đoạn phim minh chứng được đưa ra. Họ bắt đầu tin rằng trên biển đang có một con quái vật. Tuy vậy, họ đã không còn gặp lại thủy quái này một lần nào nữa, dù đã dày công tìm kiếm. Sau một thời gian bị lãng quên, mới đây, người ta lại tiếp tục phát hiện quái vật độ lớp 10 một lần nữa thông qua vệ tinh. Nó được cho là bơi lượn lờ ở khu vực thương thuộc đại Tây Dương. Hiện tại các nhà khoa học đang cố gắng để tìm hiểu con quái vật này, nhưng có lẽ những hình ảnh không thấy được đã khiến nhiều người phải hoang mang và e sợ. Hình ảnh gây sốc ở chợ thực phẩm kinh dị nhất thế giới. Thịt chó thui, thịt nướng, dê quay nằm la liệt tại một khu chợ nổi tiếng với nhiều món ăn ngon trên đảo Sulawesi của Indonesia. Người ta xếp những con dê đã được quay lên mặt vàng để bày bán ở chợ trên đảo Sulawesi của Indonesia. Đây là một trong số những điểm nóng du lịch. Một người đàn ông nướng những con chó bằng đường hò trên nền đất nướng bùn. Những con thằng lằn phơi nội tạng trong ổ bụng sau khi người ta khoanh tay. Các tiểu thương dùng que nhỏ xuyên qua thân con dê rồi nướng chúng. Các bộ phận của chó, rắn, dê nằm la liệt trên bàn. Chính phủ Indonesia đang theo dõi sát sao hoạt động của chợ sau khi giới chức phát hiện các tiểu thương kinh doanh heo rừng hay động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hình ảnh chân của những con heo rừng treo lơ lửng ở quầy hàng luôn ám ảnh tâm trí du khách khi họ ghé qua đây. Người đàn ông dùng ba con dao khác nhau để xử một con chăn có chiều dài 3 mét. Sau đó ông bày các khúc răng trên bàn, khách hàng có thể chọn mua với số lượng chỉ định. Người đàn ông mua một giỏ chuột để chế biến cho bữa tối. Tôi chỉ có một từ để miêu tả sự vui ở khu chợ, đó là kinh khủng. Không khí xung quanh đã biến đổi vì các động vật. Những con vật bị treo lên giá, chúng khiến tôi buồn nôn và choáng. Khách du lịch viết trên nhật ký điện tử cá nhân, dù chợ không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, song nó vẫn là một điểm hấp dẫn khách du lịch cho nhiều dân địa phương. Nhiều người đem tới chợ để mua đồ chế biến cho thực đơn của họ. Theo một cuộc khảo sát ngẫu nhiên, người dân địa phương cho hay họ coi lợn rơi là những món ngon trong vùng.
Thank you.
Thank you.